Chiều ngày 29 tháng 11, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận kiểm tra việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Nam Sơn. Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn và khảo sát trực tiếp tại một số tổ dân phố, nắm bắt tình hình thực tế cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số hộ dân trên địa bàn phường đã có ý thức trong việc phân loại chất thải, một số mô hình cũng đã được các cấp ngành xây dựng để tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số hộ chưa nghiêm túc thực hiện, hiệu quả phân loại chưa cao đoàn kiểm tra đề nghị phường nam sơn tăng cường các giải pháp tuyên truyền sáng tạo hơn xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn tạm thùng rác phân loại cho các hộ dân nhằm đảm bảo công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trở thành thói quen phổ biến trong nhân dân